Truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1.200. Ngoài phần tin tức và thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. đầu là phần lược thuộc những tin tức quan trọng trong tuần qua. Tổng thống Obama chủ tọa hội nghị vùng vịnh tập trung vào Iran. Đoàn tàu Amtrak đã đi quá nhanh khi xảy ra tai nạn. Tổng thống Obama nhắc tới Việt Nam trong bài phát biểu về TPP, ngưng bắn cho công tác nhân đạo ở Yemen, trực thăng cứu cấp của Mỹ mất tích tại Nepal, trung cộng tức giận về kế hoạch của quân đội Mỹ ở Biển Đông, xử tử Bộ trưởng Quốc phòng công khai bằng súng phòng không, và sau cùng là nữ nô lệ da đen nhận nhiều phiếu bầu nhất để in hình trên đồng đô la Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin Hoa Thịnh Đốn, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các quan chức cao cấp của 6 quốc gia vùng vịnh đang tiếp tục bàn luận về các vấn đề ở Trung Đông, bao gồm một thỏa thuận hạt nhân có khả năng đạt được với Iran và các cuộc chiến tranh ở Iraq, Syria, Yemen và Libya. Các cuộc đàm phán với các thành viên của hội đồng hợp tác vùng Vịnh đã bắt đầu với một bữa ăn tối vừa ăn vừa làm việc hôm tối thứ tư tại tòa Bạch ốc trước khi chuyển tới trại nghỉ mát David của tổng thống cách thủ đô Washington khoảng 100 km về hướng bắc vào thứ năm. Tổng thống Obama cho biết cuộc họp diễn ra vào một thời điểm mà ông mô tả là đầy thử thách tại vùng Vịnh. Phụ tá cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama, ông Ben Rhodes, nói với đài Alura rằng một trong các mục tiêu của hội nghị là để xem xét các khả năng quân sự và những phương cách mà các nước vùng vịnh có thể làm việc với nhau và với Hoa Kỳ. Ông Rhodes nói: "Chúng tôi không coi hiệp ước này là có tính cách ràng buộc pháp lý như hiệp ước mà chúng tôi đã làm với các nước NATO." mà là một thỏa thuận nào đó đã có được sau các cuộc thương thuyết đầy khó khăn đã phát triển trong nhiều năm qua nhưng điều mà chúng tôi đang chứng kiến là một cam kết rõ ràng từ phía hoa kỳ rằng chúng tôi sẽ bảo vệ các đối tác của chúng tôi trong hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc trước các mối đe dọa từ bên ngoài chúng tôi đã từng chứng tỏ là điều đó bao gồm khả năng sử dụng vũ lực quân sự như chúng tôi đã làm trong chiến tranh vùng vịnh các quốc gia vùng vịnh đã bày tỏ quan ngại về các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với iran một đối thủ trong khu vực và muốn nâng cấp quan hệ an ninh với mỹ họ lo lắng rằng một thỏa thuận sẽ tăng cường uy tín của iran trong khu vực và làm suy yếu các quan hệ của mỹ với các quốc gia vùng vịnh khác đặc biệt là trong các vấn đề quân sự Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc, ông John Ernest nói, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ an ninh với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Tin tổng hợp, nhà chức trách Mỹ hôm thứ Tư cho biết, kỹ sư vận hành đoàn tàu Amtrak ở thành phố Philadelphia, vùng Đông Bắc đêm thứ Tư, đã sử dụng thắng khẩn cấp toàn bộ, chỉ vài khoảnh khắc, trước khi tàu trật đường rầy. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nói rằng, đoàn tàu chở khách khi đó có thể đi tới vận tốc hơn 160 km một giờ, nhanh gấp đôi giới hạn tốc độ cho phép trên khúc quanh nơi chiếc tàu bị lật vào ngày tối thứ Ba, khiến ít nhất 8 người bị thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Một trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. Giới hạn tốc độ trên biển báo là 113 km một giờ trước khi đến và 80 trên khúc quanh. Người điều khiển đoàn tàu Amtrak khu vực Đông Bắc đang trên đường từ Washington DC đến New York. Người mà danh tính không được tiết lộ, sống sót sau khi tai nạn nhưng ông đã từ chối nói chuyện với cảnh sát. Thị trưởng Philadelphia Michael Nutter nói rằng người điều khiển tàu này bị thương và đang ở trong tình trạng còn kinh hoàng, ông đã được chữa trị. Thị trưởng Philadelphia Michael Nutter nói một đội tìm kiếm đã tìm thấy hộp đen trong thân tàu gãy bị xoắn lại. Thiết bị này chứa những dữ liệu quan trọng bao gồm vận tốc của tàu và những thông tin kỹ thuật khác mà có thể giúp các nhà điều tra xác định nguyên nhân tạo nên tai nạn. Hộp đen đã được đưa đến trung tâm vận hành của Amtrak ở tiểu bang Delaware kế cận để kiểm tra. Các quan chức cho biết hiện chưa rõ bao nhiêu người trong số 243 hành khách và nhân viên trên tàu có những người vẫn còn đang ở trong tình trạng mất tích hoặc chưa được tìm thấy. Mặc dù một số người có thể đã rời khỏi hiện trường không bị thương, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông và phu nhân Michelle đã bàng hoàng và rất đau buồn về vụ tai nạn. Tuyến đường Đông Bắc Amtrak là một phương tiện di chuyển của nhiều người. Ông Obama nói, từ Washington DC và Philadelphia đến thành phố New York và Boston, đây là một thảm kịch ảnh hưởng đến tất cả chúng ta những người sống sót nói rằng đoàn tàu đã rung và lắc mạnh khi đi vào khúc quanh trước khi trật khỏi đường ray. Việc trật bánh khiến cho các hành khách và hành lý bị hất tung lên không trung trong khi đầu máy và sáu toa tàu lật úp và trở thành một mớ hỗn độn sắt thép mảnh vụn. Đây quả thực là một mớ hỗn độn thảm họa. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một điều gì tương tự như thế này trong đời. Thị trưởng Nudler cho biết khi ông đến hiện trường để quan sát tai nạn. Nhiều hành khách còn bàn hoàng và bị chảy máu đã thoát ra được khỏi xác chiếc tàu, trong khi những người khác bị mắc kẹt bên trong cho tới khi đội cứu cấp đến giải cứu và được đưa ra ngoài an toàn. Học viện Hải quân Hoa Kỳ cho biết một trong những sinh viên của trường đang nghỉ phép và trên đường về nhà nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng. Hãng tin Associated Press nói rằng một trong những nhân viên của hãng cũng tử nạn. Một trong số các hành khách có mặt trên tàu là cựu dân biểu tiểu bang Pennsylvania Patrick Murphy. Cho biết ông đang ngồi trong toa phục vụ cà phê khi đoàn tàu bắt đầu rung chuyển khiến cho các hành khách đang ngồi bên trái của toa bị hoàn toàn sang phải. Ông nói rằng đoàn tàu dường như đã chạy với tốc độ 100 km/h vào thời điểm xe bị trật đường ray. Khu vực xảy ra tai nạn hôm thứ ba cách không xa hiện trường vụ một đoàn tàu chở khách trật đường rầy năm 1943 khiến 79 người chết. Đoàn tàu đó cũng đang trên đường từ thủ đô Washington đến New York. Amtrak, dịch vụ đường sắt chở khách quốc gia do chính phủ tài trợ, đã giới hạn các chuyến đi từ Washington đến Philadelphia hôm thứ Tư, nhưng đã đình chỉ dịch vụ giữa Philadelphia và New York. Tin tổng hợp, nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ mới đề cập tới Việt Nam trong bài phát biểu dài liên quan tới Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Phát biểu tại công ty Nike ở tiểu bang Oregon hôm 8 tháng 5 vừa qua, ông Obama nói rằng, theo thỏa thuận đang được bàn thảo, Việt Nam lần đầu tiên sẽ phải nâng các tiêu chuẩn về lao động. Nước này cũng phải đặt ra mức lương tối thiểu, phải thông qua các luật liên quan tới sự an toàn nơi làm việc để bảo vệ công nhân, cũng như thậm chí sẽ là lần đầu tiên phải bảo vệ quyền được tự do lập nghiệp đoàn của công nhân đó là một sự khác biệt lớn người đứng đầu tòa bạch ốc nói thêm rằng nếu việt nam hay bất kỳ một nước nào khác muốn tham gia thỏa thuận thương mại này mà không đáp ứng được các yêu cầu họ sẽ phải đối mặt với hậu quả rõ ràng nếu không họ sẽ bị loại và nếu họ phá vỡ các luật lệ sẽ có các hậu quả cụ thể ba ngày sau đó các hãng tin cho biết một nhà ngoại giao cao cấp của mỹ nói tại hà nội rằng việt nam sẽ cho thấy tiến bộ về nhân quyền nhưng cần phải chứng tỏ cam kết mạnh mẽ hơn nữa để lấy lòng các nhà lập pháp mỹ vẫn còn lưỡng lự và có thể làm phức tạp thêm việc nước này gia nhập tpp trong chuyến thăm viếng việt nam ông tom malinowski Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động nói rằng năm nay đã thấy Việt Nam kềm chế hơn vì có ít các tù nhân chính trị và không có thêm các vụ truy tố mới nào nhắm vào những người bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, ông Malinowski nói những gì đạt được vẫn mong manh và vẫn còn các vấn đề rất lớn. Các nhà hoạt động thuộc xã hội dân sự, các blogger và các nhà báo độc lập hay những người chỉ trích chính phủ vẫn thường bị sách nhiễu, đe dọa và thậm chí họ còn bị dùng bạo lực đàn áp vì đã thực thi các quyền cơ bản được quốc tế công nhận. Trong khi ông Manau vẫn chưa kết thúc chuyến thăm Việt Nam, hôm qua đã xảy ra một vụ hành hung nhắm vào blogger Anh Chí, mà nhiều nhà bất đồng chính kiến nghi ngờ rằng có sự dính líu của chính quyền. Blogger này cho biết một số người đã dùng vũ khí tấn công. Ông ở nơi cách nhà không xa và hoạt động xã hội từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung cộng cũng như dự án chặt cây xanh ở Hà Nội cho biết rằng ông không có xích mích gì với hàng xóm láng giềng và không có xung đột gì về mối quan hệ của giữa người với người. Nhưng thời gian qua ông cho biết ông và gia đình nhiều lần bị sách nhiễu. Khi được hỏi ai có thể đứng sau vụ hành hung trên, blogger này nói: "Những người hoạt động xã hội chúng tôi thừa biết những người đứng đằng sau những vụ tấn công, kể cả giang hồ hay xã hội đen đi chăng nữa." không phải vô cớ mà người ta đánh hay chém giết một người khi không có một xích mích gì. Chúng tôi thử biết rằng sau đấy là ai. Voa Việt ngữ chưa thể liên lạc được với chính quyền nơi blogger anh Chí cư ngụ. Việt Nam muốn sớm hoàn tất việc thương thảo hiệp định đối tác, thương mại xuyên Thái Bình Dương đối với các đối tác. Đặc biệt là Hoa Kỳ, những vấn đề nhân quyền, nhất là quyền của người lao động, được coi là một trong các yếu tố chính khiến một số dân biểu Mỹ phản đối việc Washington đàm phán với Việt Nam về TPP. Trong khi đó, từ trước đến nay, Việt Nam vẫn luôn phủ nhận các cáo buộc về vi phạm nhân quyền. Tin Minh Các bên lâm chiến tại Dì Minh tiến đến thời điểm phải tạm hạ vũ khí xuống vào chiều tối thứ ba để bắt đầu tuân thủ một lệnh ngân bắn 5 ngày để cho phép công tác cứu trợ nhân đạo khẩn thiết được đưa đến cho thường dân bên trong đất nước đang bị chiến tranh dày xéo này. Phe phiến quân Houthi, các lực lượng chính phủ và liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thực hiện chiến dịch không kích Yemen 6 tuần lễ qua, đều hứa sẽ tuân hành lệnh ngưng bắn, nhưng không có một bảo đảm hiệu lực nào trong lúc tình hình giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trong suốt hôm thứ hai. Trước thời hạn cuối để bắt đầu lệnh ngưng bắn, trưởng cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc bà Valerie Amos kêu gọi các bên ngân bạo động và để cho các nhân viên cứu trợ đưa thực phẩm, chăm sóc y tế và nước sạch vào và mở đường cho người dân di tản đến những khu vực an toàn. Bà Amos nói trong một thông cáo trong tình hình điều kiện nhân đạo đang xuống cấp nghiêm trọng bên trong Yemen với hàng trăm ngàn thường dân đang đứng trước hiểm nguy, đang bị kẹt giữa cuộc chiến và không thể đến được với sự cứu giúp cho mạng sống. Đều quan trọng thiết yếu là lệnh ngưng bắn này phải được thi hành. Liên Hiệp Quốc cho biết cuộc chiến tại Yemen đã làm hơn 1.400 người thiệt mạng. Trong cuộc xung đột này, phe phiến quân Houthi đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sanas hồi tháng 9, rồi tiếp tục tiến chiếm xuống miền Nam hồi đầu năm nay, buộc Tổng thống Abdurrabu Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út và các đồng minh khác mở một chiến dịch oanh kích chống phe Houthi từ hồi cuối tháng 3 theo đề nghị của ông Hedi. Tin Nepal, giới chức Mỹ cho biết một máy bay trực thăng của thủy quân lục chiến Mỹ đã biến mất ở Nepal trong nỗ lực cứu trợ sau những trận động đất gần đây ở nước này. Thiếu tá lục quân Dave Isburn, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết chiếc máy bay mất tích khoảng 10 giờ tối, giờ địa phương hôm thứ Ba trong khi đang thực hiện hoạt động trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thiên tai ở gần làng Charicot. Khu vực này là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất do trận động đất mạnh 7.3, độ xảy ra hôm thứ Ba. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết 8 người có mặt trên chiếc máy bay, trong đó có 6 thủy quân lục chiến Mỹ và hai người thường dân Nepal. Ông cho biết không có bằng chứng thấy máy bay trực thăng bị rơi. Binh lính của quân đội Nepal đang đi bộ tìm kiếm chiếc máy bay trực thăng, nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của một vụ tai nạn. Các quan chức mô tả địa hình quanh đó thuộc vùng đồi núi và nói thêm rằng nếu máy bay đã hạ cánh xuống một thung lũng thì có thể nó không gửi được tín hiệu radio báo địa điểm cho mình. Chiến dịch này, một nỗ lực chung giữa quân đội và cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đã cung cấp gần 50 tấn hàng cứu trợ, vận chuyển 273 nhân viên và đã thực hiện hơn 68 giờ bay khắp những khu vực động đất ở Nepal. Tên Bắc Kinh Trung Cộng hôm thứ tư bày tỏ quan ngại sâu sắc về tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc việc gửi tàu và máy bay quân sự đến Biển Đông để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng. Bắc Kinh tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh hải của mình. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng, Hoa Xuân Oánh, nói Mỹ cần phải làm rõ lập trường của mình về vấn đề này và các nước khác nên tránh những phương thức nguy hiểm và khiêu khích để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Báo The Wall Street Journal đưa tin đầu tiên về phản ứng của Washington dẫn lời một quan chức giấu tên nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Aston Carter đã yêu cầu góp ý về việc làm thế nào để đáp lại những hành động của Trung Cộng. Những đảo mà họ chiếm trong khu vực có tầm quan trọng chiến lược. Bài báo cho biết kế hoạch được xem xét bao gồm gửi tàu và máy bay đến khu vực trong phạm vi 12 hải lý ở những địa điểm đang được xây cất. Dù quân đội Mỹ đã hoạt động ở Biển Đông vượt qua giới hạn lãnh hải 12 hải lý xung quanh những đảo này có thể gia tăng căng thẳng nếu Trung Cộng quyết định phản ứng. Trung Cộng biện hộ cho những hoạt động cải tạo khu vực ở Biển Đông nói rằng những đảo này là lãnh thổ của họ và các tòa nhà cùng cơ sở hạ tầng trên đó mục đích để phục vụ công ích và hỗ trợ ngư dân bên cạnh việc khẳng định chủ quyền của Trung Cộng. Trung Cộng cáo buộc Philippines, Việt Nam và những nước khác thực hiện hoạt động xây cất của riêng mình trên những hòn đảo khác. Tình Hãng Thành, tình báo Nam Hàn báo cáo cho Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong Chon của Bắc Hàn đã bị giết vì tỏ ra không trung thành với lãnh tụ Kim Jong-un, Hyon bị hành quyết hôm 30 tháng 4 bằng súng phòng không trước mắt hàng trăm người. Theo tường thuật của thông tấn Yonhap, Hyon không thi hành các chỉ thị của lãnh tụ và ngủ gục trong một sinh hoạt với sự có mặt của lãnh tụ Kim Jong-un. Nhiều tuần trước, có tin lãnh tụ Kim đã hành quyết 15 viên chức của chế độ toàn trị, hai thứ trưởng chỉ trích chính sách bị viết. Năm 2013, lãnh tụ Kim đã cho hành quyết một người chú dưỡng. Theo giới phân tích, thanh trừng trong chế độ Giang là bình thường, nhưng vụ hành quyết nhân vật thân cận như Bộ trưởng Quốc phòng Hyon có thể là lý do để quan ngại về bất ổn nội bộ tại Bắc Hàn. Vụ này ám chỉ Kim Jong-un cảm thấy bất an. Tình hình báo luôn được đánh giá bằng sự thận trọng. Nhưng trường hợp này có thể kiểm chứng dễ dàng vì nếu không đúng, Bộ trưởng Hyon sẽ tái xuất hiện trước công chúng. Ông Hyon có mặt trong ban tổ chức tang lễ của chủ tịch Kim Jong il tháng 12 năm 2011 là dấu hiệu của ảnh hưởng đang lên. Hyon được cử giữ Bộ Quốc phòng trong năm qua. Tháng tư vừa qua, Hyon đi Moscow giữ một hội nghị an ninh vùng. Tin tổng hợp, người phụ nữ huyền thoại Harriet Tubman, một người da đen và là nô lệ bỏ trốn đã dẫn dắt hàng ngàn nô lệ khác tiến đến tự do trong những năm trước cuộc nội chiến Mỹ, có thể trở thành gương mặt mới trên tờ bạc trị giá 20 Mỹ Kim. Hơn 600.000 người đã bỏ phiếu trong một chiến dịch trực tuyến được gọi là Women on Twenties, tìm cách loại bỏ hình ảnh tổng thống thứ bảy của nước Mỹ, Andrew Jackson, và thay vào đó hình ảnh của một người phụ nữ lỗi lạc đến trước năm 2020 chiến dịch đánh dấu kỷ niệm 100 năm chính thức phê chuẩn tu chính án hiến pháp trao cho phụ nữ quyền bầu cử. Mặc dù chỉ có bộ trưởng tài chính mới có thẩm quyền ra lệnh thiết kế lại tiền tệ, đã có những dự luật giới thiệu trước quốc hội về việc đưa hình ảnh một người phụ nữ lên tờ bạc. Bà Topman đã giúp những người da đen thoát khỏi tình cảnh nô lệ trong những đồn điền ở miền nam nước Mỹ bằng cách đi dọc cái gọi là đường sắt ngầm, một mạng lưới bí mật tập hợp những người có cùng chí hướng xóa bỏ chế độ nô lệ. Bà Tubman giành được hơn 118.000 phiếu để trở thành gương mặt trên tờ bạc 20 đô la. Đưa bà đứng trước cựu đệ nhất phu nhân Illinois Roosevelt, người hùng của phong trào dân quyền Rosa Parks và Wilma Mankiller, nữ tộc trưởng thổ dân châu Mỹ đầu tiên của quốc gia Cherokee. Những nỗ lực của chúng tôi sẽ không hoàn thiện cho tới khi chúng ta cầm trên tay tờ tiền 20 đô la có hình bà Harriet trên đó. Bà Susan A. D. Stone, giám đốc điều hành tổ chức Women on 20s cho biết, bà Stone nói rằng tổ chức của bà đã gửi kết quả cuộc tuyển chọn tới Tổng thống Barack Obama và xin ông chỉ thị cho Bộ trưởng Tài chính Chuck Lewis tiến hành mẫu thiết kế mới này. Hiện tại, người phụ nữ duy nhất có mặt trên tiền tệ của Mỹ là Sacagawea trên đồng 1 đô la. Bà Sacagawea là người phụ nữ thổ dân châu Mỹ đã đi cùng hai nhà thám hiểm Lewis và Clark trong hành trình thám hiểm miền Tây nước Mỹ của họ. Xin quý vị đừng rời máy Chúng tôi xin tập ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Nhật Bản tăng cường hợp tác hàng hải với Việt Nam và Philippines. Philippines và Nhật Bản tổ chức các cuộc diễn tập hải quân hỗn hợp đầu tiên ở Biển Đông hôm thứ Ba. Và cũng trong thời gian này, lực lượng tuần duyên Nhật Bản làm việc với Việt Nam. Trong bối cảnh Tokyo đẩy mạnh việc củng cố các quan hệ hành với hai nước đối đầu mạnh mẽ nhất với Trung Cộng trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông, hãng tin Reuters hôm 12 tháng 5 tuần thực rằng các động tác vừa kể diễn ra tiếp theo một bài diễn văn của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi năm ngoái trong đó ông cam kết sẽ giúp đông nam á duy trì quyền tự do hàng hải và tự do sử dụng vùng trời ở biển đông tham gia cuộc diễn tập nhật philippines có hai tàu khu trực của nhật là tàu js harusami và tàu js amigiri và một tàu chiến philippines tàu brp raymond aligas cuộc diễn tập về an toàn hàng hải có mục đích chuẩn bị cho các cuộc đụng độ và diễn ra tại một địa điểm trong biển đông nằm về hướng Tây thủ đô Manila. Bản tin của Gulf News cho biết địa điểm tập trận ở gần bãi cảng Scarborough, nơi mà các tàu Philippines và Trung Cộng đã đối đầu nhau trước đây trong vụ đụng độ kéo dài, khiến căng thẳng tăng cao giữa hai nước này. Chuẩn đô đốc Jesus Milan, tư lệnh hải quân Philippines, nói khu vực này giữa vịnh Manila và vịnh Subic, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông, Hãng tin Reuters nói rằng trong khi mục đích cuộc diễn tập sẽ không làm Bắc Kinh lo lắng, bởi vì Trung cộng đã từng tham gia các cuộc diễn tập tương tự với Hoa Kỳ. Sự hiện diện của các tàu hải quân Nhật Bản trong biển Đông là dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đang càng ngày chú ý hơn tới cuộc tranh chấp trong vùng biển này. Tokyo đang muốn đánh đi một tín hiệu ngầm không có tính cách khiêu khích tới Bắc Kinh rằng dù cho Trung cộng sử dụng sức mạnh quân sự để tìm cách bành trướng ảnh hưởng trong khu vực các nỗ lực này cũng có giới hạn của chúng và các quốc gia trong vùng quyết tâm kiềm kế ý đồ đó. Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Cử Hải từ thủ đô Washington và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần.

with today 0.31% và year today cộng 3.10%. Giá vàng là 1.223 đô la một ounce. Giá dầu thô 59 đô la 96 cent một barrel. Đó là căn cứ vào dự kiện hôm thứ Sáu 15 tháng 5 2015. Dưới 60 đô la một barrel. Giá xăng 2 đô la 690 một gallon. Đó là theo công ty AAA vào ngày thứ Sáu 15 tháng 5 2015 đồng euro tương đương với một Mỹ Kim 14 của Hoa Kỳ, đô la của Hoa Kỳ đang xuống giá so với đồng euro. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 14 tháng 5 2015, 30 năm cố định là 3.85% và 15 năm cố định 3.07%. Cả hai uh, lãi suất đều đi lên. Tình trạng thất nghiệp tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 9 tháng 5 2015, có 264.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 1.000 so với tuần lễ trước đó. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy, ngày 2 tháng 5, 2015, Mỹ có 2.229.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, không thay đổi so với tuần lễ trước đó. Đó là dữ kiện từ Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Năm, 14 tháng 5, 2015. Kinh tế Mỹ đã cung cấp 223.000 việc làm mới trong tháng 4 của 2015. Đó là thống kê từ văn phòng Bộ Lao động hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 5 2015. Con số trên 200.000 việc làm mới là một con số tốt cho sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Tỷ số thất nghiệp xuống trở lại mức 5.4% cho tháng 4, thấp nhất trong vòng 7 năm. Mặc dù 5.4 là một tỷ số đáng khích lệ, nhưng tỷ số này đã không phản ánh trung thực thuộc tình trạng của thị trường việc làm mà văn phòng thống kê Bộ Lao động gọi là tỷ số U6 khoảng 10.8% trong tháng 4 mà chúng tôi đã giải thích trong chương trình tuần trước. Tỷ số U6 đã giải nghĩa tại sao kinh tế Mỹ đang phục hồi nhưng còn khắc khoải và chưa được tính bền. Kinh tế Mỹ Tuần này thị trường chứng khoán mặc dù có dao động với cả ba chỉ số đi xuống 3 ngày và lên 2 ngày, nhưng đến cuối tuần đã kết thúc tích cực với Dow Jones tăng cộng chấm 45% và Nasdaq tăng cộng chấm 89% và S&P 500 cộng 0.31%. Tinh thần của giới đầu tư đã bớt sôi nổi và trở lại bình thường hơn tuần trước. Các thị trường chứng khoán thế giới Âu Châu đã có một ngày tiêu cực. Thị trường FTSE 100 của London giảm trừ 0.18%, thị trường DAX của Germany đã mất tới trừ 0.98%. Ngược lại, thị trường Á Châu như Nikkei 225 của Japan tăng 0.83% và thị trường hang sang tại Hồng Kông, thắng lớn đã lên tới 1 1.96%. Có thể người ta đã vội quên tin vui tuần trước khi thủ tướng Anh David Cameron vừa tái đắc cử thuận lợi cho doanh nghiệp. Giá dầu thô đang ở mức trên dưới 60 đô la, một euro sẽ giúp cải thiện thị trường việc làm. Đồng đô la của Mỹ đã điều chỉnh giá đi xuống so với đồng euro sẽ giúp ngành xuất cảng và du lịch Mỹ. Hôm nay 1 euro tương đương với 1 đô la 14 của Hoa Kỳ. Giới tiêu thụ bổng thấy mình còn đang đối diện với giá xăng đã đi lên 19 ngày liên tiếp và còn hứa hẹn sẽ tiếp tục đi lên trong mùa lễ chiến sĩ trận vong trong tháng này và có thể tới suốt mùa hè năm nay. Các nhà kinh tế đã đưa ra hai sự kiện chính để giải thích tại sao đồng đô la của Mỹ đã mất giá trở lại sau khi đã tận hưởng sự tăng giá nhanh nhất giữa năm 2014 đến đầu năm 2015 trong vòng lịch sử 40 năm. Thứ nhất, kinh tế Mỹ yếu kém hơn sự kỳ vọng qua hàng loạt dữ kiện kinh tế tiêu cực vừa được tiết lộ từ đầu năm 2015 đến nay. Thứ nhì, sức mạnh Âu Châu đang phục hồi. Liên hiệp Âu Châu có xu hướng phát triển tốt hơn trước và tình trạng mất giá hàng hóa đang được chế ngự. Câu hỏi được đặt ra hiện nay là liệu đồng đô la Mỹ có còn cơ hội thứ hai để lên giá như vừa qua hay không? Thời gian sẽ câu câu trả lời. Kinh tế thế giới, Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh Âu Châu hiện chưa đạt được một giải pháp có thể thuyết phục Tổng thống Putin của Nga trở lại với sự quan hệ bình thường giữa Nga và các nước đồng minh. Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh buộc lòng phải tiếp tục chính sách cấm vận và còn gia tăng cường độ cấm vận đối với Nga. Tổng thống Putin vẫn tiếp tục chính sách xâm lăng bành trướng khiêu khích Mỹ và đe dọa quân sự đối với các nước thuộc khối Bắc Đại Tây Dương, NATO. Điều này đã khiến cho nhiều người trở nên bi quan và lầm tin vào sức mạnh quân sự của Nga vượt xa Mỹ và các cường quốc khác trên thế giới. Thực lực quân sự của 10 quốc gia hàng đầu trên thế giới đã được Business Insider đúc kết như sau. Thứ nhất, Hoa Kỳ, 1 triệu 400 ngàn quân, ngân sách quốc phòng

3.429 phi cơ và 15.398 xe tăng. Đứng thứ ba, Trung Cộng, 2.333.000 quân, ngân sách quốc phòng là 145 tỷ, hải quân trọng tải 708.086 tấn, 2.860 phi cơ và 9.150 xe tăng. Đứng hàng thứ tư là Ấn Độ, thứ năm là Anh, thứ sáu là Pháp, thứ bảy là Đại Hàn, thứ tám là Đức, Thứ 9 là Nhật Bản và thứ 10 là Thổ Nhĩ Kỳ. Ai mạnh, ai yếu đây? Hỏi là tự trả lời rồi vậy. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.